Xin chào tất cả các em. Video học hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2 của bài 25 ở trong quyển là sách giáo khoa toán lớp 4 bộ sách kết nối nhé. Bài tập số 1. Một lớp học võ dân tộc có 40 bạn tham gia. Trong đó số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 10 bạn. Hỏi lớp học võ đó có bao nhiêu bạn nữ và bao nhiêu bạn nam? Các em sẽ vẽ sơ đồ ra cho cô. Chúng ta có tổng số bạn ở đây là bằng 40 bạn. Trong đó, bạn nữ ít hơn bạn nam là 10 bạn. Vậy các em sẽ tìm cho cô hai lần số bé. Số bé ở đây sẽ là số bạn nữ này. Số bạn nữ này đóng vai trò là số bé. Các em sẽ tìm hai lần số bé bằng cách lấy tổng trừ đi hiệu. Như vậy, chúng ta có hai lần số bé hoặc là hai lần số học sinh nữ thì lấy 40 trừ đi 10. 40 trừ đi 10 là hai lần số học sinh nữ. Như vậy, chúng ta lấy 40 trừ đi 10 trong ngoặc chia cho 2 thì sẽ ra được số bạn học sinh nữ. Hoặc là phần này các em có thể áp dụng luôn cái công thức là muốn tìm số bé thì các em lấy tổng trừ đi hiệu chia cho 2. Chúng ta làm gộp luôn. Số bạn nữ này đóng vai trò số bé, cô nhắc lại. Các em lấy tổng trừ đi hiệu chia 2 thì được số bé. Như vậy, lấy 40 trừ 10 bằng 30. 30 chia 2 bằng 15 bạn. Biết được số bạn nữ là 15 bạn rồi. Các em sẽ tìm số bạn nam. Số bạn nam ở đây nhiều hơn số bạn nữ là 10 bạn. Như vậy, chúng ta có lớp học võ đó có số bạn nam là lấy 15 kem cộng thêm 10 bằng 25. Đáp số là nữ thì có 15 bạn và nam có 25 bạn. Xong được bài tập số 1. Những ai chưa xong, các em có thể dừng một chút để các em tiếp tục làm xong bài tập số 1 này nhé. Cô chuyển sang bài tập số 2 như sau. Khối lớp 4 tổ chức 2 đợt cho 175 học sinh đi tham quan các làng nghề truyền thống. Tức là 175 này là tổng của 2 đợt đi tham quan. Đợt thứ nhất nhiều hơn đợt thứ hai là 15 bạn. Hỏi mỗi đợt có bao nhiêu học sinh tham quan làng nghề truyền thống? Kem vẽ sơ đồ cho cô. Tổng thì sẽ có 175 học sinh tham gia. Đợt 1 nhiều hơn đợt 2 15 bạn. Như vậy, kem sẽ tìm hai lần số bé. Số bé ở đây là số học sinh tham gia đợt 2. Đấy, hai lần số bé thì sẽ bằng tổng trừ đi hiệu. Như vậy, chúng ta có hai lần số học sinh đợt 2 này. Số học sinh đợt 2 đóng vai trò là số bé. Vậy muốn tìm hai lần số bé, tức là hai lần số học sinh đợt 2 thì các em sẽ lấy tổng trừ hiệu bằng 175 trừ đi 15 bằng 160 bạn. Hai lần của đợt 2 thì bằng 160 bạn. Như vậy, số học sinh đợt 2 là các em sẽ lấy 160 các em chia cho 2. Vậy đợt 2 sẽ có là 80 bạn tham gia tham quan, đi tham quan. Muốn tìm số học sinh đợt 1 thì các em sẽ lấy tổng số học sinh trừ đi số học sinh đã tham gia đợt 2. Tức là lấy 175 trừ đi 80 thì bằng 95 bạn. Hoặc bạn nào tính số học sinh đợt 1 bằng cách lấy số học sinh đợt 2 cộng thêm với 15 bạn. Tức là lấy 80 cộng với 15 để ra số 95 cũng được. Và các em đáp số cho cô. Xong được bài tập số 2. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm xong. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí khác ở trên kênh nhé. Cô có bài tập số 3 như sau. Một hình chữ nhật có chu vi là 40 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó. Chu vi này thì nó sẽ bằng chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân với 2. Như vậy, chúng ta sẽ đi tìm nửa chu vi. Nửa chu vi thì nó sẽ bằng tổng chiều dài và chiều rộng, tức là lấy 40 chia cho 2 bằng 20. Các em có sơ đồ. Ta có nửa chu vi là tổng của chiều dài cộng với chiều rộng thì sẽ bằng 40 chia 2 bằng 20. Trong đó, chiều dài hơn chiều rộng là 4 cm. Như vậy, các em có thể tìm hai lần số bé.
tức là 2 lần của chiều rộng. 2 lần số bé thì các em lấy tổng trừ đi hiệu. Đây, trước tiên là các em tìm nửa chu vi này. Nửa chu vi thì chính bằng chiều dài cộng chiều rộng đấy, tức là bằng 40 chia cho 2 thì bằng 20. Lấy cả chu vi các em chia 2 ra bằng nửa chu vi. Nửa chu vi này thì chính bằng tổng của chiều dài chiều rộng. Và như cô nói, muốn tìm 2 lần số bé thì các em lấy tổng các em trừ đi hiệu. Như vậy chúng ta có số bé ở đây là chiều rộng này đóng vai trò là số bé. Vậy ta có 2 lần của chiều rộng hình chữ nhật thì lấy tổng trừ đi hiệu là 20 trừ đi 4 thì bằng 16. 2 lần của chiều rộng bằng 16, vậy chiều rộng hình chữ nhật các em sẽ lấy 16 chia cho 2 bằng 8 cm. Biết được chiều rộng bằng 8 cm rồi, chiều dài hơn chiều rộng 4 cm thì các em sẽ lấy 8 cộng với 4 bằng 12. Như vậy sẽ ra được chiều dài của hình chữ nhật. Và các em đáp số cho cô. Còn cái phần tính chiều dài ấy, bạn nào lấy tổng bằng 20 này, các em trừ đi chiều rộng, tức là lấy 20 trừ đi 8 để bằng 12 thì cũng được nhá. Đấy, phần tính chiều dài này có hai cách. Hoặc là lấy chiều rộng cộng với 4, hoặc là lấy tổng trừ đi chiều rộng thì cũng đều ra chiều dài. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 4 như sau. Hai số lẻ liên tiếp có tổng là 20. Tìm hai số lẻ liên tiếp đó. Như vậy các em biết này, hai số lẻ ví dụ như liên tiếp ví dụ như 1 này, 3 này, đúng không? Các số lẻ liên tiếp là 1, 3, 5, 7, 9. Có đúng không nào? Như vậy các số lẻ liên tiếp thì nó sẽ hơn kém nhau mấy đơn vị? Các bạn có biết không? Lẻ liên tiếp là 1 và 3. Như vậy có phải là hơn kém nhau hai đơn vị không? Hoặc là 3 với 5 cũng có phải là hơn kém nhau hai đơn vị không? Như vậy thì chúng ta sẽ đưa về dạng toán tìm hai số khi viết tổng và hiệu. Ta có này, hai số lẻ liên tiếp thì nó sẽ hơn kém nhau hai đơn vị. Nên hai số lẻ cần tìm có tổng là 20 theo đề bài. Và hơn kém nhau hai đơn vị, như vậy hiệu của nó sẽ là bằng 2. Muốn tìm số bé thì các em sẽ lấy tổng trừ đi hiệu chia cho 2 theo công thức ở cái phần ghi nhớ đầu bài đấy. Như vậy lấy 20 trừ đi 2 trong ngoặc chia cho 2. 20 trừ đi 2 bằng 18, 18 chia 2 bằng 9. Biết được số bé bằng 9 rồi. Số lớn thì các em sẽ lấy tổng. Các em trừ đi số bé thì sẽ ra được số lớn bằng 11. Vậy hai số lẻ liên tiếp cần tìm là số 9 và số 11. Hai cái này có đúng là tổng bằng 20 chưa? Chính xác chưa? Và có phải là hai số lẻ liên tiếp không? Đúng rồi đúng không nào? Như thế là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được tiết 2 bài 25 ở trong quyển sách toán lớp 4 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.